hỏi: Theo như trong kinh điển Phật giáo bảo rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế của Đạo giáo, tức là Thiên Chủ Thích Đề Hoàng Nhân ở trời Đao Lợi, nhưng Đạo giáo lại không thừa nhận điều đó. Họ nói Ngọc Hoàng Đại Đế và tất cả Đại La Kim Tiên đều ra khỏi luân hồi, nên họ tuyệt đối là sẽ không có ở dục giới và cũng chưa từng chống đối với Atula. Thỉnh hỏi Hòa Thượng, chuyện này rốt cuộc là sao? Đáp: Vấn đề đó dù có đi kiện cáo cũng không xong. Thế tục có câu, quan thanh liêm thì khó xử chuyện gia đình, còn pháp sư này thì khó dàn xếp chuyện tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều nói giáo phái của mình là số một và chỉ mình là có đạo lý. Thật ra họ đều là đang gãi ngứa trên giày, như là người mù sợ voi. Rốt cuộc thì Ngọc Hoàng Đại Đế cao bao nhiêu, mập cỡ nào, có màu sắc chi, họ có biết hay không? Tôi có biết không? Quý vị có biết không? Tôi tin là không có gì để làm bằng chứng cả. Hỏi: Nếu muốn vãng sanh thì làm sao giải quyết? Đáp: Quý vị mang theo nhiều rác rưởi quá như vậy thì làm sao mà vãng sanh cho nổi? Hỏi: Phương pháp tọa thiền của các vị có chỗ nào không giống với phương pháp tọa thiền của pháp sư Ashan Sumado? Nếu có thì chỗ không giống đó ra sao? Đáp: Quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Đường về nguồn chỉ có một, mà cửa phương tiện thì nhiều. Đây cũng giống như quý vị có khuôn mặt của quý vị, tôi có khuôn mặt của tôi, họ có bộ mặt của họ. Khuôn mặt của mọi người tuy không giống nhau, nhưng chúng ta đều là người và tâm chúng ta đều giống như nhau. Không vì thế mà quý vị bảo là hình dáng của mỗi người thì phải giống y hệt nhau. Đó là đạo lý thì giống y nhau. Hỏi: Làm thế nào để trẻ con khai mở trí huệ? Đáp: Nếu con không ngu si thì sẽ sanh con có trí huệ. Hỏi: Đệ tử ngu độn, ngẫm nghĩ không thấu suốt được bổn tâm mình, trong lúc tọa thiền mà không để ý thì bị ngủ gục. Đối với hai vấn đề trên, con nên khắc phục như thế nào? Đáp: Một, đâu có chuyện dễ như vậy. Mới tu có đôi ba ngày mà đã đòi thấu rõ được bổn tâm. Hai, ngủ mà không có vọng tưởng thì càng tốt. Hỏi: Ban tòa án tư pháp nên cứu người như thế nào? Đáp: Là phải đại công vô tư, không tham của đúc lót, không nhận vật hối lộ, vì nhân dân mà phục vụ. Ha ha ha,